Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 6, tập nấu ăn, tiết 1, 2, 3, 4, trang 30 đến trang 33. Đây là bức tranh minh họa cho bài tập nấu ăn. Bây giờ chúng mình đọc cùng với cô. Tập nấu ăn. Hôm nay mình vào bếp cùng mẹ và học được công thức làm món trứng đúc thịt. Món này dễ làm mà lại ngon. Mình chia sẻ với các bạn. Các bạn thử tham khảo nhé. Cách làm trứng đúc thịt. Nguyên liệu: trứng gà 3 quả, thịt nạc vai 1 lạng, dầu ăn, nước mắm, muối, hành khô. Các bước thực hiện. Bước 1. Rửa sạch thịt, băm nhỏ hoặc xay nhuyễn. Bước 2. Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng. Bước 2. Đập trứng vào bát, cho thêm thịt xay, hành khô, băm nhỏ, một chút muối, một chút nước mắm, đánh đều. Bước 3. Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng. Bước 4. Cho hỗn hợp trứng và thịt vào, dàn đều khắp chảo, rán vàng mặt dưới từ 5 đến 7 phút với lửa nhỏ. Lật mặt còn lại, rán vàng. Bước 5. Bày ra đĩa. Chúng mình luyện đọc từ khó. Thịt nạc vai, xay nhuyễn, hỗn hợp, rán vàng. Chúng mình đọc lại. Chúng mình luyện đọc câu dài. Cho hỗn hợp trứng và thịt vào, dàn đều khắp chảo, rán vàng mặt dưới từ 5 đến 7 phút với lửa nhỏ. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện đọc. Đọc xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Bây giờ chúng mình luyện đọc theo đoạn. Tập nấu ăn. Đoạn 1. Hôm nay mình vào bếp cùng mẹ và học được công thức làm món trứng đúc thịt. Món này dễ làm mà lại ngon. Mình chia sẻ với các bạn. Các bạn thử tham khảo nhé. Đoạn 2. Cách làm trứng đúc thịt. Nguyên liệu: trứng gà 3 quả, thịt nạc vai 1 lạng, dầu ăn, nước mắm, muối, hành khô. Đoạn 3. Các bước thực hiện. Bước 1. Rửa sạch thịt, băm nhỏ hoặc xay nhuyễn. Bước 2. Đập trứng vào bát, cho thêm thịt xay, hành khô băm nhỏ, một chút muối, một chút nước mắm, đánh đều. Bước 3. Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng. Bước 4. Cho hỗn hợp trứng và thịt vào, dàn đều khắp chảo, rán vàng mặt dưới từ 5 đến 7 phút với lửa nhỏ, lật mặt còn lại, rán vàng. Bước 5. Bày ra đĩa. Bây giờ chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi. Câu 1. Kể tên những nguyên liệu làm món trứng đúc thịt. Chúng mình quan sát hình hướng dẫn cách làm món trứng đúc thịt để kể tên các nguyên liệu. Chúng mình quan sát hình ở sách giáo khoa. Vậy những nguyên liệu làm món trứng đúc thịt đó là trứng gà 3 quả, thịt nạc vai 1 lạng, dầu ăn, nước mắm, muối, hạt tiêu, hành khô. Đó chính là những nguyên liệu làm món trứng đúc thịt. Câu 2. Khi làm món trứng đúc thịt, bước 1 cần làm những gì? Phương pháp giải, chúng mình lưu ý quan sát hình hướng dẫn cách làm món trứng đúc thịt để trả lời câu hỏi. Khi làm món trứng đúc thịt, bước 1 cần phải rửa sạch thịt, băm nhỏ hoặc xay nhuyễn. Câu 3. Tranh bên mô tả công việc ở bước mấy, nói lại công việc đó. Bức tranh này
mô tả công việc ở bước 2, đập trứng vào bát, cho thêm thịt xay, hành khô băm nhỏ, một chút muối, một chút nước mắm, đánh đều. Đó chính là bước 2. Câu 4. Sắp xếp các nội dung dưới đây theo thứ tự làm món trứng đúc thịt. Chúng mình suy nghĩ để sắp xếp nào. Bước 1. Để làm món trứng đúc thịt cần phải thực hiện 4 bước. Bước 1 đó là cho dầu ăn vào chảo đun nóng. Bước 2, cho hỗn hợp trứng thịt vào chảo dán vàng mặt dưới. Bước 3, lật mặt còn lại dán vàng. Bước 4, gắp ra đĩa. Chúng mình nhắc lại, để làm món trứng đúc thịt cần phải thực hiện 4 bước. Bước 1, cho dầu ăn vào chảo đun nóng. Bước 2, cho hỗn hợp trứng thịt vào chảo rán vàng mặt dưới. Bước 3, lật mặt còn lại rán vàng. Bước 4, gắp ra đĩa. Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết viết. Chữ hoa bờ, từ Cao Bằng. Cao Bằng là tên riêng, địa danh của một tỉnh thuộc miền Bắc nước ta, là vùng đất có truyền thống cách mạng lâu đời, tiêu biểu như khu di tích lịch sử cách mạng Bắc Bó. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập cho dân tộc. Và câu ứng dụng, cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, vượn hót chim kêu suốt cả ngày. Hồ Chí Minh. Câu ứng dụng là câu thơ viết theo thể thơ 7 chữ giới thiệu về thiên nhiên ở Việt Bắc, miền Bắc nước ta của Bác Hồ kính yêu. Đây chính là cảnh núi rừng ở Việt Bắc, còn đây chính là hang Bắc Bó. Chữ bờ viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Chữ bờ viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét móc ngược trái cong vào trong. Viết tiếp nét cong trên và hai nét cong phải liền nhau tạo vòng xoắn nhỏ ở giữa. Ta được chữ bờ viết hoa. Chữ cờ viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét cong dưới rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái. Tạo vòng xoắn to ở đầu chữ. Phần cuối nét cong trái lượn vào trong. Ta được chữ cờ viết hoa. Chúng mình luyện viết vào vở ô ly. Hai dòng chữ hoa bờ cao 2 ly rưỡi. Hai dòng chữ hoa cờ cao 2 ly rưỡi. Viết chữ Cao Bằng, đây là tên địa danh chúng mình viết hoa, và viết câu ứng dụng cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, vượn hót chim kêu suốt cả ngày, Hồ Chí Minh. Chúng mình quan sát bài mẫu, chúng mình luyện viết vào vở ô ly. Chúng mình bấm dừng video để viết. Viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang tiết luyện tập. Bài 1. Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động kết hợp được với mỗi từ chỉ sự vật sau: rau, thịt, cá. Mẫu: rửa rau, nhặt rau, luộc rau, xào rau, hái rau, trồng rau. Thế còn từ thịt: luộc thịt, rang thịt, rái
rán thịt, hấp thịt, thái thịt, xay thịt, băm thịt, vân vân. Thế còn từ cá? Rán cá, kho cá, lọc cá, hấp cá, nướng cá, vân vân. Bài 2, xếp các từ chỉ hoạt động dưới đây vào hai nhóm. Các từ này thì từ nào thuộc nhóm từ chỉ hoạt động di chuyển? Từ nào thuộc nhóm từ chỉ hoạt động nấu ăn? Chúng mình suy nghĩ để trả lời. Từ chỉ hoạt động di chuyển đó là từ vào, lên, đi, ra, xuống. Những từ còn lại thuộc nhóm từ chỉ hoạt động nấu ăn đó là kho, xào, hầm, nướng, luộc. Vậy với các từ chỉ hoạt động, chúng mình đã xếp được vào hai nhóm: từ chỉ hoạt động di chuyển, từ chỉ hoạt động nấu ăn. Bài 3, chọn từ ở bài tập 2 thay cho ô vuông. Đây chính là những từ ở bài 2 chúng mình lựa chọn để thay vào ô vuông màu xanh. Chúng mình suy nghĩ, sau đó quan sát xem suy nghĩ của chúng mình có đúng không. Ngày chủ nhật, mẹ đi chợ mua thức ăn, Nam vào bếp giúp mẹ. Nam nhặt rau, còn mẹ rửa cá và thái thịt. Rồi mẹ bắt đầu nấu nướng. Mẹ kho cá, xào rau, luộc thịt. Chẳng mấy chốc, gian bếp đã thơm lừng mùi thức ăn. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình đọc lại bài. Đọc xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Chúng mình chuyển sang tiết luyện tập tiếp theo. Bài 1, đọc đoạn văn dưới đây và cho biết đoạn văn thuật lại việc gì, các bước thực hiện việc đó. Để làm món trứng đúc thịt, Nam đã chuẩn bị thực phẩm theo 3 bước. Đầu tiên, Nam rửa sạch thịt rồi xay nhỏ. Sau đó, cậu đập trứng vào bát, cho thêm thịt xay, hành khô, nước mắm và muối. Cuối cùng, Nam đánh đều tất cả. Vậy là đã sẵn sàng cho bước tiếp theo là bắc chảo rán trứng được rồi. Kim Ngân, bây giờ chúng mình trả lời câu hỏi, đoạn văn thuật lại việc gì? Đoạn văn thuật lại việc Nam chuẩn bị thực phẩm để làm món trứng đúc thịt. Các bước thực hiện đó như thế nào? Đó là rửa sạch thịt rồi xay nhỏ. Sau đó đập trứng vào bát, cho thêm thịt xay, hành khô, nước mắm và muối. Và cuối cùng là đánh đều tất cả. Bài 2, dựa vào tranh, trao đổi về các bước làm món thịt ba chỉ rang. Chúng mình dựa vào tranh quan sát và đọc chữ ở dưới để chúng mình hoàn thành bài 2. Để làm món thịt rang, cần phải thực hiện 4 bước. Bước 1, cho dầu ăn vào chảo. Bước 2, rán vàng thịt. Bước 3, cho hành khô, thái nhỏ hành khô rồi cho vào chảo. Bước 4, cho nước mắm, muối, hành lá, vân vân, đảo đều rồi tắt bếp. Đó chính là các bước làm món thịt rang. Bài 3, quan sát người thân nấu ăn, viết lại các bước làm món ăn đó. Chúng mình hãy quan sát để chúng mình viết lại. Chúng mình tham khảo các bước làm món rau luộc. Bước 1, nhặt rau, rửa sạch rau với nước. Bước 2, đun sôi nước. Bước 3, cho rau vào nồi nước sôi, cho một chút hạt nêm. Bước 4, đợi rau sôi, lật lại một lượt, rồi tắt bếp.
Đó chính là các bước làm món rau luộc. Sau khi rau chín thì chúng mình sẽ vớt rau ra đĩa. Vận dụng, tìm đọc sách dạy nấu ăn hoặc những bài đọc liên quan đến công việc vào bếp. Ví dụ bài Vào bếp thật vui. Chúng mình đọc cùng với cô. Ở trong nhà ta, bếp là vui nhất. Có một lọ mật biết nói ngọt ngào, mẹ cất trên cao, kiến không ăn vụng. Có một cái thúng nói cười xôn xao, bởi vì ở trong rất nhiều hạt gạo. Có một cái chảo đen nhèm, ngọn lửa bùng lên, chảo kêu nóng nóng. Cái nồi nhôm bóng có thể soi gương, hát khúc thân thương, bùng bong vui nhộn. Cốp cốp bận rộn là cái dao phay, băm thịt mỏi tay, thái rau loẹt xoẹt. Cái thớt nằm bẹp giúp việc cho dao, ngoan ngoãn làm sao, không lời than thở. Trên bếp có lửa, trên lửa có nồi, bé đã thấy rồi, bếp là vui nhất. Thụy Anh. Vậy chúng mình cùng với mẹ, cùng với người thân quan sát cách nấu ăn, chúng mình phụ giúp mẹ để sau này chúng mình sẽ biết nấu ăn và chúng mình sẽ tự nấu những món đơn giản để ăn mỗi khi mẹ bận hoặc mẹ vắng nhà. Chúng mình đồng ý không nào? Ai đã biết nấu các món ăn nào rồi thì chúng mình có thể bấm ở dưới phần bình luận. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan và để nhận được thêm nhiều video nữa của cô. Các bạn bấm tên bài học rồi bấm thêm chữ cô Lan Hải Bối thì chúng mình sẽ tìm được video bài học của cô. Hoặc chúng mình bấm vào đường link ở dưới phần mô tả bộ video toán, bộ video tiếng Việt đầy đủ để chúng mình xem. Hoặc chúng mình bấm vào trang YouTube cô Lan Hải Bối, bấm vào danh sách phát. Ở trong danh sách phát, cô Lan sắp xếp rất nhiều bộ video. Chúng mình mở bộ video chúng mình muốn học để chúng mình xem. Xin chào và hẹn gặp lại.